Do đặc thù trong ngành thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long, phải có tới hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ ký hợp đồng mua bán với các doanh nghiệp nước ngoài theo hình thức ký gửi. Hiểu nôm na là hình thức giao hàng trước rồi nhận tiền sau. Đây là một loại giao dịch không bảo đảm, chứa đựng nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Có không ít doanh nghiệp bị phá sản do đơn vị đối tác ngang nhiên không chịu thanh toán như cam kết trong hợp đồng. Câu chuyện cụ thể sau đây một lần nữa cho thấy những rủi ro mà các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam phải đương đầu khi kinh doanh trên trường quốc tế. Hoang tàn, xuống cấp và đình trệ. Đó là những gì còn sót lại của công ty Cadovimex, doanh nghiệp từng được coi là đứng đầu trong lĩnh vực thủy sản tại Cà Mau. Nguyên nhân bắt đầu từ năm 2006, khi Cadovimex ký hợp đồng với công ty South China Seafood ở Mỹ theo hình thức ký gửi. Hiểu nôm na là Cadovimex giao hàng, sau đó South China Seafood sẽ chuyển tiền. Ban đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, cho đến khi số tiền hàng lên tới 5 triệu đô la Mỹ, thì bất ngờ công ty South China Seafood từ chối thanh toán. Cái số tiền 5 triệu đô là tương đương là gần 100 tỷ Việt Nam đồng. Nó lớn hơn cái số tiền vốn điều lệ của Cadovimex. Thì trong suốt là 6 năm chúng tôi phải đóng lại ngân hàng và chúng tôi sẽ không có vốn để mà tiếp tục duy trì hoạt động. Các đơn vị là cung ứng nguyên liệu, khách hàng bán hàng cũng đã từ chối những cái đơn hàng và cung cấp nguyên liệu cho công ty chúng tôi. Vụ việc kéo dài hơn 3 năm thì trọng tài quốc tế mới ra phán quyết với phần thắng thuộc về Cadovimex. Do công ty South China Seafood có công ty con là công ty Duyên Hải Bạc Liêu nên việc bồi thường được tính vào tài sản của công ty này. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu là đơn vị thi hành án. Tuy nhiên, 3 năm đã trôi qua nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vẫn không thể thi hành án. Mặc dù từ thời điểm đó tới nay đã có tới 18 văn bản của Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉ đạo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu thi hành án. Lý giải về vấn đề này, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho rằng do còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa thể tiến hành thi hành án. Có mấy lý do. Cái thứ nhất là chỗ công ty Duyên Hải còn khiếu nại. Lý do thứ hai nữa là cái dự án nuôi trồng thủy sản của Duyên Hải là cái quy mô diện tích rất là lớn và dự án này đối tượng là 100% vốn nước ngoài, cho nên cái việc mà thi hành án cũng như là cái việc xử lý dự án này sắp tới là vấn đề hết sức quan trọng. Nó có liên quan đến cái vấn đề thu hút đầu tư, liên quan đến cái công tác đối ngoại của tỉnh. Chưa rõ các lý do trên của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu có thỏa đáng hay không, nhưng theo luật sư Nguyễn Chính thì vụ việc này đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để tiến hành thi hành án. South China Seafood họ có khiếu nại về phán quyết này ra tòa án Việt Nam. Thế và tòa án ở cấp 2 cấp sơ thẩm, phúc thẩm đều đã ra quyết định bác khiếu nại này. Như vậy á, cái phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là đã có hiệu lực. Điểm thứ hai liên quan đến việc thi hành án, công ty South China Seafood này có tài sản tại Việt Nam. Mà tài sản này thông qua cái dự án đầu tư của họ, họ là chủ sở hữu 100% vốn của công ty Duyên Hải tại tỉnh Bạc Liêu. Thì có thể xem như là họ đã có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam. Và tôi cho rằng là có đủ cơ sở để thực hiện việc thi hành án. Trong thời gian qua, công ty Duyên Hải Bạc Liêu, công ty con của South China Seafood làm ăn thua lỗ liên tục và hiện cũng tạm ngừng hoạt động. Có thể hiểu là công ty này sẽ không còn khả năng để bồi thường cho công ty Cadovimex. Sự chậm trễ trong việc thi hành án đang đẩy Cadovimex đứng trước bờ vực phá sản. Tại đồng bằng sông Cửu Long, phải có tới hàng trăm doanh nghiệp thủy sản bán hàng theo hình thức ký gửi cho các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này có nghĩa là rất có khả năng sẽ còn nhiều doanh nghiệp khác phải đối mặt với những rủi ro và chịu thiệt thòi như trường hợp của công ty Cadovimex.